Trung Quốc đang mất dần ảnh hưởng trên thế giới, nền kinh tế của Trung Quốc đang suy giảm. Dù được cai trị bởi một chế độ chuyên quyền, Trung Quốc vẫn đang chịu trách nhiệm về 28,7% sản lượng chế tạo toàn cầu, hơn 10 điểm phần trăm so với đối thủ số 1 là Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu John Mark Klein cho rằng cần phải chấm dứt sự phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo. Ông nói, hiện có ba quốc gia đang tìm cách để thu hút các cơ sở chế tạo rời khỏi Trung Quốc, chúng ta hãy cùng xem liệu nỗ lực của những nước này có thành công hay không. Xin mời quý vị đến với các nội dung chi tiết. Môi trường Trung Quốc hiện không phải là nơi thích hợp để sống, cũng không phải là nơi thuận lợi cho kinh doanh. Dưới các điện thường xuyên và nỗi ám ảnh với các chính sách zero covid, khiến cho Trung Quốc thành một xã hội có phần kỳ dị. Ba gã khổng lồ công nghệ Apple, Google và Samsung đang chuyển nhiều hoạt động sang Việt Nam nơi có một nền kinh tế phát triển tương đối nhanh không chỉ của khu vực mà của cả thế giới. Việt Nam dường như cung cấp một môi trường thuận lợi hơn đáng kể cho các doanh nghiệp lớn, đang bất bình với việc Trung Quốc liên tục đóng cửa và gián đoạn sản xuất. Tác giả Govich Snell đã báo cáo gần đây cho thấy, do nhân công rẻ và gần Trung Quốc, nên Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp nổi tiếng. Ông Craig Pauling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế CSIS cho rằng, nhiều doanh nghiệp trong số này không còn nhìn thấy tương lai ở Trung Quốc. Theo Pauling, trong khi Trung Quốc tiếp tục gặp khó với cuộc chiến thương mại Trung Mỹ, chi phí lao động gia tăng và sự thất bại của chuỗi cung ứng trong thời gian diễn ra dịch COVID, thì chính sách Zero COVID của chính quyền Trung Quốc có thể được coi như giọt nước tràn ly làm đổ vỡ nền kinh tế của Trung Quốc. Cái mất của Trung Quốc là cái được của Việt Nam. Lấy ví dụ như Falken, một nhà sản xuất điện thoại thông minh có trụ sở tại Đài Loan, làm gia công cho Apple. Công ty này gần đây đã ký một hợp đồng trị giá 300 triệu đô la Mỹ với King Park City, một tập đoàn của Việt Nam để mở rộng sản xuất tại một thành phố nằm ở phía bắc của Hà Nội. Động thái này có thể được coi là rất đáng chú ý, vì Falcon là một công ty đã kinh doanh rất nhiều ở Trung Quốc và đang khám phá khả năng thâm nhập vào thế giới sản xuất chất bán dẫn. Apple gần đây đã công bố kế hoạch chuyển nhiều hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc đến Ấn Độ. Điều thú vị là Falcon hiện đang sản xuất loại điện thoại mới nhất của Apple, iPhone 14, tại nhà máy của hãng Chennai miền đông Ấn Độ. Giống như Việt Nam, Ấn Độ là nơi có nền kinh tế phát triển nhanh. Trên đà sớm trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ có tham vọng trở thành một trung tâm chế tạo trên toàn thế giới vào cuối thập niên này. Những khát vọng như vậy dường như bắt nguồn từ thực tế. Năm ngoái, Ấn Độ đứng thứ hai của xếp hạng chế tạo toàn cầu vượt qua Hoa Kỳ. Một quốc gia khác với ước mơ trở thành một trung tâm chế tạo thực sự, đó là Mexico. Vào tháng 7, tác giả Jeremy Bliss đã đặt vấn đề một cách hơi khoa trương về việc tại sao lại là Mexico. Sau đó, ông đã giải thích một số lý do tại sao các công ty, đặc biệt là các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ nên xem xét việc chuyển hoạt động sang Mexico. Người vị trí tối ưu dọc theo biên giới phía nam của Hoa Kỳ, ông viết, Mexico cung cấp lối đi thuận tiện đến Bắc Mỹ cũng như đến các tuyến thương mại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hơn nữa, khi so sánh chi phí lao động và chi phí vận chuyển của Mexico với các trung tâm chế tạo khác, quốc gia Bắc Mỹ này cung cấp một môi trường rất thuận lợi. Vì những lý do này, ông Bliss lưu ý, Mexico có thể kết nối các doanh nghiệp với hơn 1 tỷ người tiêu dùng và 60% GDP của thế giới. Điều này giải thích tại sao rất nhiều công ty bao gồm BMW, Nissan, Honda Audi, Daimler, Mazda và Toyota đã chuyển một phần khá lớn hoạt động sang Mexico hoặc đang xây dựng các nhà máy lắp ráp mới ở đó. Chúng ta có thể nhận thấy tất cả 7 công ty này đều là các nhà sản xuất ô tô nước ngoài. Họ bị thu hút bởi Mexico vì lực lượng lao động có tay nghề cao, chi phí năng lượng thấp và các hiệp định thương mại tự do của đất nước này. Chương trình IMEX được ký kết và có hiệu lực vào năm 2006 cho phép các công ty nước ngoài tiến hành hoạt động đầy đủ tại Mexico với cơ cấu thuế thấp và chi phí lao động giảm đáng kể. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, liệu có quốc gia nào trong số 3 quốc gia này có thể thay thế Trung Quốc để trở thành công xưởng của thế giới hay không? Đối với nhiều người, câu hỏi này có vẻ hoàn toàn vô lý. Nhưng nó thực sự không hoàn thế. Nếu có đủ các công ty quay lưng lại với Trung Quốc và chuyển hướng kinh doanh sang nơi khác, thế giới có thể dần dần bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều này sẽ không dễ dàng và sẽ mất thời gian nhưng nó có thể thực hiện được. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.